Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác, các quý khách yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc thân yêu. Hôm nay em có khá khá nhiều video trong ngày 31 tháng 10 năm 2018, kết thúc cho một tháng và ngày mai sẽ đón chào tháng mới. Tiến Audio đã chúc quý vị và các bác rồi. Thì là hôm nay em sẽ làm một video clip mà được rất nhiều các bác yêu cầu em test đôi loa này, và hôm nay em đã có thời gian test đôi loa này lên cho các bác. Đây là một đôi loa đến từ Nhật Bản, Salio các bác ạ. Salio, cái model của nó là SP9005D, các bác nhớ cho nhé, Salio SP9005D. Đôi loa này có trở kháng 8 ohm và công suất của nó là 120W một thùng. Có độ nhạy trên 90 dB, khá cao. Và đôi loa này có thể tích tùng cao tới trên 1 mét một chút các bác ạ. Nó sử dụng 3 loa. Và đây là một bát của nó là bát 32 các bác nhá. Bát 32 và rất sâu, bát của nó rất sâu các bác ạ. Cái gân của nó là gân vải. Gân vải tầm dầu các bác nhá, gân vải. Mang của nó bằng giấy nguyên bản các bác nhá. Tình trạng nguyên bản, và nó có một bao bọc, một cái gông ở đây bằng kim loại màu trắng rất đẹp. Đây từ ba loa. Bát 32 các bác nhá, mang giấy, gân vải lụa tầm dầu. Và một loa chung giấy cũng gân vải lụa tầm dầu. Và một loa chép đôm rất hay ở đây, cái loa chép này rất hay. Em đánh giá đôi loa này có một đôi loa chép, trang bị một đôi loa chép rất hay, tiếng chép như ngọc ngà vậy các bác ạ. Tí em sẽ mời các bác cùng vào thẩm âm đôi loa này. Và nó có trang trí một lỗ thông hơi ở đây, và đôi loa này có một màu vân gỗ rất là đẹp các bác này, thùng màu vân gỗ rất đẹp, thùng vân gỗ lạng các bác nhé, rất chắc chắn. Đôi loa này rất lạng, e căng còn nguyên bản, nếu bọc e căng vào nhìn trông nó rất là dày dặn và vững chãi, rất là đẹp luôn các bác ạ. Và giá đôi loa này thì rất hợp lý. Giá đôi loa này rất hợp lý các bác nhá. Nghe rất hay. Chắc các bác nghe đôi loa này, sắm đôi loa này về nhà các bác khéo phải giật mình ngỡ ngàng vì chất âm của em Salio này mang lại. Các bác dùng hàng bãi hay là những đôi loa các nhà sản xuất đưa ra đến từ Nhật Bản thì các bác không nên nặng về thương hiệu nhiều. Bởi vì có những đôi loa mà chúng ta nặng về thương hiệu quá thì các bác cũng phải lên để ý những đôi loa mà người ta không, tức là những thương hiệu người ta không để ý đến, thì nhưng mà khi mở lên các bác sẽ phải giật mình ngỡ ngàng vì nó. Em đây là em nói thật đấy, đôi loa này có chất âm vô cùng tuyệt vời mà giá thành rất hợp lý. Giá thành của đôi loa này là 6.200.000 đồng các bác nhé. Salio SP9005D trở kháng 8 ohm và công suất của nó là 120W, đánh rất dễ đánh âm đi các bác ạ. Và bây giờ em đang ghép nó với một chiếc âm đi Yamaha các bác nhé. Yamaha DSPA 90 quên xin lỗi DSPA 3090 các bác nhé. Rồi, chiếc âm đi này rất nặng, nó nặng gần 30 kg tổng thể chiếc âm đi này. Em không nói khoác, các bác bê chiếc âm đi này, các bác sẽ biết rằng là cái âm đi là nặng như nào. Cái máy của nó rất khủng các bác ạ. Đây là nó có một cái nguồn rất là to và cái máy của nó rất khủng luôn, rất to. Và cái công suất của nó là lên tới 330W, 330W, và nó đánh được 4 cầu loa. Đánh được 4 cầu loa, 4 cầu loa này là nó ra một phát là 330W một cầu các bác nhé. Không phải là 330W đánh tổng thể 4 cầu đâu. Tức là chiếc âm đi này rất khỏe, em đã ghép nó. Nó ghép, nó có thể ghép được một nàng loa, và chiếc âm đi này không kén loa. Nó rất dễ ghép loa và đánh được nhiều dòng loa các bác. Em xin nhấn mạnh với quý vị và các bác như vậy. Và được nhược điểm của chiếc âm đi này, đây là một chiếc âm đi số, nó là dòng 7.1, kết hợp xem phim rồi nghe nhạc các thứ, nói chung là các kiểu. Đây là một chiếc âm đi, nó được tích hợp giải mã trong lòng âm đi, thích hợp giải mã trong lòng âm đi các bác nhá. Các bác có thể lấy tín hiệu từ ở trên TV cổng quang ấy mà các bác đưa vào,
tức là đường in cổng quang ấy, các bác đưa vào thì chiếc âm ly này nó sẽ có nhiệm vụ giải mã ở trong lòng chiếc âm ly này, và nó có cổng quang ra và cổng quang vào, nó có tới 4 cổng quang các bác nhá. 4 cổng quang ra và nó có hai, nó có một cổng quang vào nhưng có tới 3 cổng quang ra. 3 cổng quang ra các bác nhá. Một cổng quang vào và tới 3 cổng quang ra. Điều này thì là hãng Yamaha trang bị cho các thiết bị, thì các bác biết là để làm gì. Và đây nó có cái này để đậy ở đây. Đó, nó có đậy ở đây và chúng ta ấn xuống để chỉnh chỉnh này, bát, chép và cân loa. Và đây là chọn các cái ký hiệu đi vào. Nó có hỗ trợ lau lốt, hỗ trợ lau lốt các bác nhé. Tức là nó có thể tăng tiếng bát lên. Đó. Và em chiếc âm ly này có giá 7 triệu 500 ngàn đồng và có một bác đã đặt cọc em. Tức là âm ly này đã có chủ các bác nhá. Còn đôi loa này chưa có chủ, em test âm thanh để các bác nhanh tay đặt hàng đôi loa này. Xin mời các bác chúng ta cùng nhau vào thẩm âm. Em bật cái bài này và xong em bật tiếp cái bài 2 đi. Rồi. Tiếng bắt rất uy lực các bác ơi. Uy lực ngỡ ngàng luôn. Vâng, nghe
xin cảm ơn các bác rất là nhiều nhá.